Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em review cho anh em xem một con máy là đề quát. Đấy. Dùng động cơ không trổi than lại bu đông 201 nha anh em nhé. Đây anh em nhìn này, hàng rất là đẹp luôn. Đó là dòng DCF887 nhá. Hàng này hàng Z11 nha anh em nhé. Đấy, hàng loại 1 đấy. Đấy. Anh em chỉnh tốc độ ở đây nhá. Con này rất là khỏe luôn anh em nhé. Rất là khỏe. Động cơ không trổi than nhá, ba đèn led này. Đấy, thì em có xem thông số này cho anh em xem thông số nhá. Con này là dùng động cơ là DCF887. Đầu là đầu 1/2 và lực xiết tối đa nó là 380 N/m. Đấy, rất là khỏe. Thì một bộ nó sẽ gồm có là hai pin nha anh em nhá. Hai pin này, một sạc này, sạc rất xịn sò này. Một máy này, hộp đựng này rất là to nha anh em nhé. Đấy, hộp đựng rất là đẹp. Và một đầu khẩu 22, một đầu chuyển bắn vít cho anh em mình nhé. Anh em nào mà đặt hàng liên hệ số điện thoại em nhé, 0972 439 910. Anh em có thể ở lại. Thiết kế hàng loại 1 rất là ngon, rất là đẹp chứ không như hàng loại 2. Ở đây là tem đúc nha anh em nhé, tem đúc này. Đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé.